chị đây. Ta là cái chậu là nước đang ngon đấy ra cho chị vào đấy là tháo lên đi. Lại còn là cách cầm dao cầm đấy. Em đầu tư cái máy điện thoại này rất là kiểu đấy. Bây giờ thì các cái điện thoại kia mình vứt hết đi nhỉ? Vẫn để làm vẫn chứ. Không dùng hết cái nào cho anh một cái. Có. Này nấu miến. Những thứ bà nó dân kia và xem bà nó dân ở những cái dân đối sao có bà mong miễn đây đây đúng không đây đâu dân kia đây là đây này là bếp này chuyên nghiệp. Phải biết được chức năng của từng cái một mình phối hợp ra giảm nguyên liệu hợp lý được cơ thể chứ là ào ào trong ăn mặn và ăn ngọt khó. Biết gà thì mai kia vợ con đi nhờ. Quay được cả đây à? Không. Thôi tắt đi làm sao xong một cái video khác.